chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Trang. Thì có nhiều các bạn hỏi mình cách để mà đấu cái đèn led đó, trên chiếc xe điện này nè các bạn, nó thì đấu như thế nào ha. Đây là cái đèn led, thì cái đèn này mình có thể đấu xe Honda được và đấu xe điện được ha. Nó tuy nhiên là muốn đấu được cái này thì các bạn cần phải có một cái cục biến điện các bạn. Nó cục biến điện là 48V, nó sẽ chuyển thành 12V ha. Nó chuyển thành 12V thì trên cái cục đó các bạn, nó sẽ có cái, nó là 48V, thì các bạn đúc điện 48V này vô là nó sẽ chuyển điện cho mình 12V và điện 5V luôn, nó tùy theo ga mạch. Thì tuy nhiên thì cái cục đó rất là đắt tiền đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bằng cách để mà đấu tiết kiệm chi phí nó được luôn nè. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cọng dây điện ha. Đó, thì ở đây mình sẽ bắt cái cột lửa của một cái bình nữa bạn. Đó, thì ở đây mình sẽ đấu vô làm một mạch lửa ha của cái đèn nè. Đó, mình đấu vô đây. Các bạn thấy không? Ở đây là lửa. Thì các bạn đấu vô đây là dây đèn, này là dây lửa nha. Màu đỏ là dây lửa. Đó, thì mình sẽ băng keo lại các bạn để đừng cho nó chạm mát ha. Thì các bạn thì ở đây mình cộng một cọng lửa ha. Thì mình sẽ đấu vô đây một cọng lửa nè. Còn ở đây thì một cái con tắc các bạn, thì mình có thể chế con tắc đèn hoặc là con tắc ba chân. Thì cái này mình lấy con tắc xe Honda nè. Thì các bạn lấy một cọng dây mát nè. Ở đây thì nó sẽ có hai, ở đây nó sẽ có hai cọng dây. Thì các bạn lấy một cọng dây, một cọng dây nè. Các bạn bắt vô mát. Bắt vô mát thì các bạn bật điện ra thì nó sẽ ra một cọng. Nó ra cọng này nè các bạn. Thì các bạn đấu vô cái cọng dây mát này nè. Nó động cọng dây mát này ha. Thì cọng dây mát này đưa vô đây nè. Thì các bạn chạy lên cái đèn nè. Thấy không? Chạy lên cái đèn. Thì các bạn chỉ cần bật cái là cháy đèn nè. Bạn thấy không? Bật là cháy đèn nè, bật là cháy đèn nè. Đó. Thấy không? Bật là cháy đèn, bật là cháy đèn. Thì cách này là mình tiết kiệm được chi phí mấy trăm ngàn khi mà các bạn mua cái cục mà chuyển điện từ 48V thành 12V ha, thì đỡ tốn chi phí các bạn. Rồi các bạn thấy không? Xài ok ha, không có bị vấn đề gì nè. Cách đấu là như vậy thôi. Rồi, mình là Trần Bạn Trang ha. Video của mình đã kết thúc. Bạn xem video mình thấy ok thì nhớ cho một like và đăng ký đồng hồ nhé. Cảm ơn các bạn.